Hôm nay ôi chào Trần Sông Nhật Chi. Hello tiểu đại nhận hàng chưa đó lát cà phê. Lâu quá qua thăm con quái vật của mình cái. Chào Coffee Đắk Lắk. Chào Ngọc Khánh Đình. Hôm nay chủ nhật bận rộn. Chủ nhật cũng phải đi làm. À mới nhận 10 giờ hả, có bịch kem da đó uống chơi. Anh nó gửi cho bịch kem da. Chào Hữu Lương Nguyễn. Robusta. Robusta này ở đâu không biết. Này là Robusta nghe khách hàng bảo là đặc biệt. Cũng đặc biệt thiệt. Nghe bảo ơi chào Đậu. Kệ. Đang tạm tạm. Không sao. Đang cho nó tạm tạm. Nó chơi một mình một ngựa luôn. Không cần một mình một ngựa thôi, không cần nhiều. Đây là có chiếc xe. Nó cứ kéo kéo qua này nè, nó kéo kéo qua rồi sát sát vô như vậy, đúng không? Thấy mấy anh em không? Nê cái bao cà phê này qua. Nó nê qua đây. Nê qua vậy thôi là thấy là chuẩn bị là xúc rồi. Đây cắt cột cục dây này, cộng dây này đâu, cắt. Một mình thôi, không cần nhiều. Nhờ có mấy đồ này thôi chứ một mình thôi cần gì nhiều. Nhưng mà có khúc này là không biết làm sao. Ôi cho anh cà rốt. Để thông cảm mấy anh em đợi xíu nha. Đợi cắt cái bao một cái. Có một mình nên là cũng hơi vất vả chút xíu. Nhưng mà không sao. Một mình nha, một mình cũng chơi được một mình thôi. Rồi. Đó, một mình thôi. Một tay thôi. Ủi da, có thêm cộng dây trong đây nữa mấy anh em ơi. Cái gì gút nữa chứ. Đào răng không. Gì gút. Không sao. Rút kiểu gì cũng chết chứ anh chị khách à. Thấy một mình vậy thôi chứ không có cửa làm khó được mình đâu. Nghề kiếm cơm mà sao mà khó được mình được. Đó, một mình vậy thôi nhưng mà vấn đề là vẫn ngon lành. Nãy giờ chạy cái này hả? Căng thẳng à. Một mình chứ cũng chơi được. Sao cũng xong một 60 ký cà phê thôi. Thấy chưa, một mình chứ cũng xong 60 kg thôi, đúng 60 luôn á, đâu đơn giản, đúng 60 kg luôn á. Về Sài Gòn rồi, về hôm qua thấy một mình vậy thôi chứ tưởng yếu, không yếu nổi đâu, yếu sao được. Một mình là chơi một con xe vậy luôn nè, đó, đẩy một con xe này luôn, không cần suy nghĩ. Đâu cần làm gì đâu. Kéo qua kéo lại là lít lít em nó vô thôi. Rồi xong hồi lên 60 ký kia. Ồ Hiếu Thái, chào anh Hiếu. Máy Huế xưa chưa ok cưng ơi. Còn lâu. Cả năm nữa mới xong á. Ồ. Đó bây giờ đủ rồi đó. Nó réo. Đó, nó mà réo một cái là lại rớt vô. Again đó. Lít vô con người nó kêu y như là cúng quả vậy. Chào Tường Như, nay rảnh mà coi live stream mày con nhận cà phê ít có dơ thiệt, cà phê ít có dơ lắm. 60 kg đổ vô chạy rồi mấy anh em. 60 kg mà chạy như vậy. Ok, good job. Rồi xong lại bắt đầu lên mẻ mới thôi. Đó. Rồi à. Rất đa năng. Uchi là đa năng. Đúng rồi, chống quay như ông chống vậy đó, máy điểu nó quay như vậy á. Chống quay ghê không, quay trong trống vậy. 90 kg luôn ơi.
Ai được mười mấy ký rồi à, phải khác thôi. Ôi chào Hán David à. Qua bên này xưởng trời mưa có muỗi chích, nghe bảo cà này ngon lắm nè mấy anh em, cà này mà bán tới 70-80 ngàn ký nhân là cà organic. Hôm nay là mình được đang cò cà organic, là có nghĩa là không biết organic thì không biết người ta định nghĩa sao thôi, nhưng mà theo mình được biết là cà organic vậy thôi. Cái chú thích mà khi người ta đưa cà cho mình rang là chỉ biết organic, còn mình không biết là ở đâu ra, không biết, không cần quan tâm luôn, mình không có nhu cầu, mình không có nhu cầu cần biết điều đó, mình không có nhu cầu, mình chỉ cần biết bỏ vô đây mình rang ra lấy 10 ngàn thôi, không cần quan tâm ở đâu ra và làm thế nào. Đấy. Mua cái máy nổi nhưng mà câu cũng dây điện không có nổi, phải làm vậy thôi. Organic nên nó thấy gớm anh Tùng ơi. Trời ơi nó quay kìa. Giữ rồi chứ, nó quay giữ rồi chứ. Nó quay như trong trống vậy. Người ta gọi là quay như trong trống. Đó, 10 ngàn thôi, mili. Rồi ăn chi nhiều. IMF. À, chưa có chỉnh giờ luôn nè. Đó, ghê không? Đúng giờ chỉnh giờ mà chưa chỉnh giờ luôn. Không quan tâm luôn, chưa chỉnh chưa gì hết á. Reset cái đang rồi quá chờ reset cái chút nữa chỉnh giờ mới được. Thả về lu bu quá chưa chỉnh giờ luôn. Để luôn rồi, tháng 2016 nữa mới đau đâu ra. Chưa chỉnh giờ giấc gì hết á. Nhìn cái tủ điện là ngon rồi. Ở đây ăn tiền nè. À. Không cần bỏ lụa, bỏ liếc gì cho nó mệt. Thế này thôi. Không cần suy nghĩ. Đó. Bỏ lụa rớt đây. Rang được cái nó khỏe vậy đó, mấy anh em. Không có gì gọi là vất vả. Lựa cái vỏ lụa cái thả đó thôi, khỏi suy nghĩ nhiều. Còn 4 kg. Còn 2 kg, 1 kg. Ơi, chủ nhật làm nhẹ nhẹ thôi. Đóng này đóng kia đủ xã hội hôm nay. Đủ xã hội. Từng tháng đang 4 tấn cũng được, chủ yếu là dòm con máy là thấy chất là phái thôi. Tháng rang cho bên kia không là 6 7 tấn rồi. Trời ơi còn dư 56 giây nữa. Password full luôn đi, thôi nhanh gọn lẹ. À, suy nghĩ nhiều. Máy khủng thì chứ. Ôi Thanh Dân, Thanh Dân nãy giờ mới thấy Thanh Dân xuất hiện. À, mới đầu file là rô đặc biệt. Để rô đặc biệt luôn chứ đâu dám để bình thường. Phải để rô đặc biệt. Cổ vậy đó. Rô đặc biệt. Quay trong trống vậy. Quay dữ quá mà. Rô đặc biệt. Rồi có mình lại chuẩn bị lên 60 kg nữa. Máy nó cứ chạy đi, mình cứ đem cà phê vô thôi. Bây giờ làm gì giờ? Bởi nhiều khi có ông mình cũng vất vả lắm chứ bọn, lẽ giờ vác một tay. Cái ông thần nào chất cái cà phê vô cái ba lét này nó cũng chất tào lao nữa. Nó không biết chất. Một cái ba lét vậy chất đúng nãy 2 bao rồi, 4 6. Đúng 8 bao cái ba lét. Bái phục thiệt, nể luôn á. Nhìn cái ba lét. Ồ, chất. Ơi, chào Duy Khương Lê. Ồ.
À con máy này 60 kg em. Phước Nguyễn. Giờ có một mình lên nè. Đó, giờ tạm thời đó đi tính sao. Đó, vỏ lụa tự chạy ra mà. Giờ rang gì thôi chứ có một mình vệ sinh chết luôn á. Đây là hồi cái này là tách đá. Không còn suy nghĩ. Chờ với đợi thôi. Chờ đợi là hạnh phúc mà. Chờ đợi là hạnh phúc. Chờ với đợi. Chả làm gì. Ôi chào mấy tầng nghi. Chơi một mình rồi con kia chơi một mình một ngựa luôn kìa nó nãy chơi nó đứng rồi thấy không nó nghi thấy ghê không nghi dữ không một mình đi đem cái bàn vô luôn khỏi cần ai phụ hết á một chút đau lưng nó ấy lực không nó ấy lực chưa nó một mình một ngựa luôn khủng thiệt khủng khủng quá quá khủng quá khủng một mình một ngựa không có suy nghĩ. Quá quá dữ quá dữ quá dữ ôi chào mấy tàu hình luôn không khói mà nóng vàng luôn ghê không khủng lắm mấy tàu tân phụ cái bao này cái mấy tàu tân nãy giờ kêu mấy tân phụ tại bao nó ngược đầu ở tại ức cái thằng chất cà phê nó tào lao quá mà kêu chất phải nó như thế nào để người ta làm cho dễ ồ mấy tân chơi một mình một ngựa luôn đó xây qua cho nó vô nửa bao luôn mấy tân à vô thêm nữa nửa bao luôn á rồi bên đó mấy tân nghi đang ở nhà rồi hả buồn ghê còn cái dây trong nữa cà organic nó vậy không á bá Tân cà với organic là nó hay như vậy á nó hay nó có cột 2-3 cái vô vậy á cà organic mà cái bụng biết tân kìa thịnh lưu kêu cái bụng biết tân cà organic được cái đó mấy anh em là nó như vậy đó o răng ri gì kệ nó cứ một mẻ sáu xị là đưa mình là cứ cà gì chuyện không quan tâm đem đi đâu bán không cần lo lắng chuyện của ông ai làm gì làm tôi chỉ biết rang thôi tôi suy nghĩ giải này để họ bỏ đá vô để dành tách đá xong rồi hứng cái này ra đổ qua đó để dành nó đổ đây để dành đó để dành đá lại rồi này gắn vô thôi rồi xong ngay thế thôi khỏi cần suy nghĩ chào chú Du ai làm gì làm mình cứ tìm đều đều mình cứ rang từ từ vậy thôi không cần suy nghĩ nhiều không cần lo lắng đừng lo lắng đừng suy nghĩ khi mà không còn yêu nhau gì đó đâu bài đó đúng không mình hát dở mình hát tệ đây có ghế đây là cái ghế dành cho roster là ghế này chỉ có việc ngồi đây dòm à. Tuần sau mình sẽ có giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm cho mấy anh em nên là mai mốt mấy anh em nào rang gia công ở đây là không cần phải suy nghĩ về an toàn thực phẩm công bố sản phẩm hay an toàn thực phẩm chỉ có đưa bao bì là có nhưng mà nhớ bao bì phải để sản xuất à chào Phước Miễn đang cà phê dễ lắm em cứ mua cái chảo em bỏ vô em rang đây miễn chín cà phê là được cần suy nghĩ nhiều đập rang thì thấy thấy thôi đúng nhìn hoành tráng chú Vũ ơi nghiên cứu cái võng à đang nghiên cứu cái võng màn thịnh chắc mai hốt tôi phải nghiên cứu cái võng à.
rất là đơn giản. Bá Tân để đi, hồi một chút nữa xong hết tôi với ông làm, ngồi nghỉ đi, làm chi mình cho cực. Cứ đừng lo lắng, đừng suy nghĩ gì đó, cứ ngồi đây rang thôi. Cái xưởng thì bự cho bá lửa vậy, có hai thằng đực rựa. À xưởng hả? Bên Bình Tân em. Lên Facebook search Tân Copy OEM. Có địa chỉ, có số điện thoại cho nó, số điện thoại đó em gọi trực tiếp cho anh đó đó. Anh cũng chỉ làm công thôi. Trên đó có số điện thoại, cứ gọi, gọi anh đó là có kết quả. Anh cũng chỉ làm công thôi nên là hỏi boss đi, boss lớn á, muốn hỏi đi cho dễ. Đó, này dữ luôn á. Rang gia công 10.000 thôi. À đúng rồi, Mr. Tân là boss lớn mà, nên là có 6 muối thành muối. Bây giờ tập 6, từ 6 muối tập thành muối nó dễ, chứ từ 1 muối cho thành 6 muối nó khó mới thành. Đọc này đó. Ô chào Hán David. Ồ, Liễu Chi là hả tim nào ha. Dữ ha. Ồ, Mr. Su đó ha, hình Su. Chờ với đợi, đợi chờ là hạnh phúc mà. Từ từ mình lại rang thôi, chả có vấn đề gì. Chủ nhật nào cũng chạy qua rang ké cho đỡ ghiền. Xe đất chỗ này được 3 giờ, tháng này là tháng thứ 3 rồi đó mấy anh em. Mà tới thứ 6 này mới được đi học an toàn vệ sinh thực phẩm. À, chưa xong mà lu bu quá, mà bên kia còn phòng đó là phòng đóng gói và sản xuất. Còn cái phòng cuối cùng chứ L là phòng đó chứa máy pha cà phê của người ta. Nên là cũng liệm cơm gắp mắm thôi, mình chỉ được có một khúc vậy thôi. Chào anh Quốc Cà Phê Voi. Rang dởm con máy này cho nó quách hải thọ. Mà tới chừng mà nhiều người làm rang có tiền mua con máy này thì sao đâu, người ta đâu muốn đi rang nữa, hưởng thụ cho rồi. Mình thích quá nên mình mơ ước có được con máy bự vậy, mình cũng ráng cố quấn cho người ta để có con máy bự mình ké. Chủ yếu là mình hưởng phước, hưởng phước ké của người ta thôi chứ chả vấn đề gì. Ăn ké thì thôi, ăn ké rồi phai rồi rang ăn ké. Mấy cái chỗ này thôi mà bao nhiêu thằng nước ngoài nó vô nó lụm mấy ông Việt Nam mình là muốn te tua tơi tả chỗ này luôn. Má nó nói hay lắm mà rang đéo ra được cái chỗ này, mà cứ mấy thằng Việt Nam ngu ngu đóng tiền ngàn vô học. Quả nhiều khi buồn lòng ghê. Cái quán thì như cái lỗ mũi, bỏ tiền ra đi học, nhìn lại cái quán thấy gớm. Tiền đi học phải đầu tư cho ngon lành đi, không chịu đâu. Bỏ tiền ra đi mua mấy tờ giấy. Và bà ơi, hồi xưa tôi nhớ 2010 tôi làm cho SCAE rồi. Trời ơi, tốn kém. Má tôi là một những thằng ngu đi đầu tiên ở nước Việt Nam này về hiệp hội SCAE mà. Sau này nhìn có nhiều ông còn ngu hơn mình nữa. Má đi bán cà phê, đi học curator. Đi bán cà phê ký, học curator vậy làm gì, 3 năm sau đóng tiền thi lại rớt cũng vậy. Ta làm trading, ta làm rocker, người ta mới có nhu cầu học. Còn nghĩ sao, đi bán cà phê ký, đi học curator. Đầu lao, học sensory thì còn nghe được. Bởi vậy nhiều khi nó buồn á. Đang livestream mà cứ la gọi hoài, chủ nhật là phiền. Chủ nhật là chủ yếu là tập trung để đam mê. Đúng không? Đam mê là gì? Là rang cà phê. Nhưng mà trong đam mê nó có ác ý lắm á. Đam mê chứ mấy có tiền. Còn kêu tôi qua rang cà phê không trả tiền, tôi ngu gì tôi qua. Nhà tôi ngủ. Sướng hơn. Chết luôn á. Công nhận cà cũng đẹp quá chứ, bộ organic nên nó có khác. Organic mà, cà organic nên là kiểu này là ok rồi. Rang 16 phút rưỡi là chuẩn men, đẹp. Chấp nhận được.
Gà này hạt qua cơ nhiều mấy anh em, qua cơ nhiều lắm, hạt qua cơ rất là nhiều. Nhưng mà vì cái khách hàng này mình quyến quá nên mình phải qua mình nghiên cứu coi có ổn không. Khách hàng này mình quý lắm, nó ông nội mình á. Khách hàng bây giờ, hồi xưa khách hàng là thượng đế, còn bây giờ phải dùng một câu châm ngôn là khách hàng như anh em, tay trái tay phải, đúng không? Nên là ví dụ khách hàng yêu cầu một cái là bạn nghiên cứu giùm tôi một cái là quản hồn chạy qua ngay, đâu dám ho, chạy liền qua. Mỗi lần mà nó ra cà phê giống như phi cơ mấy anh em ra thiệt. Mr. Thịnh ơi, hồi trước giờ mình toàn là một muối bự thôi. Mỗi lần mà nó rớt ra cái giống như phi cơ vậy. Ghê không mấy anh em? Phải coi đồ file, đồ cái đây, đồ file của mình. Đó. Cho anh em nghiên cứu chơi. Nghiên cứu học thử rồi vậy bà. Cà nó ẩm quá dính. Nhưng mà không sao. Một vấn đề có tiền là giải quyết hết à. Ví dụ là nó bình thường 10 ngàn, còn nó ẩm ẩm về lấy 12 ngàn. Còn mấy mình xúc ra bớt, mình bảo ẩm quá hao nhiều, hao 50%. Cà phê hao 50% thì trốn luôn á. Chết luôn. Thôi dở. Kia lại again, chạy lên thôi, lại lên lên là lên nóc nhà bắt con gà cứ thế mà chạy thôi, không có một miếng khói luôn á. Ghê không, là tiền nào của nấy mà này lớn quá là không kịp với nó luôn á mấy anh em. Bắt đầu mẻ thứ hai cho đi, lớn quá là không kịp với nó luôn á, tại vì nó cứ liên tục cái này ở đây mà sơ sẩy cái là đồn ứ bên kia liền khủng thiệt á. Không có vệ sinh vỏ lụa liếc gì đó. Shop collected đó, reset. Hai thùng điện luôn. Kiểm tra motor này có hút da không, với miếng trần nó nóng á. Chất ngất, chất như quả ngất. Chờ ở trong đoạn này là mới hấp dẫn nè mấy anh em. Đang để cho anh em, mấy anh em chờ ở công đoạn hút hút cái đó. Quá chất như quả gất. Đây là loader đang chạy nè. Ôi chào chất tim. Hôm nay trời đang chuẩn bị mưa lớn mấy anh em ơi. Mình nhìn mình quá nhỏ nhoi với con máy. Thiệt sự quá nhỏ nhoi. Không có lớn gì là so với con máy. Quá nhỏ nhoi. Mình nhìn mình thấy mình quá nhỏ nhoi. Quá là nhỏ nhoi. Có nãy đỡ chứ, không có là cũng mệt mỏi rồi đó, chứ không phải dẫn chơi đâu, ở chỗ vệ sinh nè. Vỏ chấu 60 kg, quá trời luôn, bọc kìa nè. Đấy em, mệt mỏi lắm chứ.
giỡn hoài, nan giải lắm á, nhưng mà vẫn chơi đâu, không sao. Độ chính xác cao. Do đó mình không dám tự chỉnh phích, bởi vì nó cà nó dơ quá cho nó hút mấy bụi ra luôn, nên chỉnh cho nó dư giờ để hút bụi ra. Chỗ này là lấy cà phê bằng tay, chỗ này là nước, nhưng mà không có xài quân chinh, ngắt quân chinh rồi, không cần thiết phải xài nữa. Để đó, đây là lấy bằng cơ, còn bên đây là tách đá sạn. Tách đá sạn ở những quốc gia khác nó làm chỗ này nè, nó nhỏ xíu như thế này thôi mấy anh em. Còn ở Ý làm bự vậy nè, làm rất là to, một cái bảng rất là to dưới đây, to lắm. Còn mấy cái detonator của những chỗ khác nó có cái lỗ chút xíu chỗ này nè, nó có một cái miếng nhỏ xíu thôi, nó đưa xuống về nè, giống nhỏ như thế này. Còn này nó bự, to như thế này, mà nó chả hiểu công năng nó như thế nào. Thì nó cũng chỉ tách đá sạn thôi, chứ nó không chả công năng gì đâu nè. Nó có hạt cà phê mà rang rồi á, mà nó còn cái vỏ bên ngoài luôn nè, rớt trở lại nó không lên được nè, nè. Hạt cu li bự quá nè, nó cũng rớt lại đó. Đó. Đó, giờ lết rồi đó, khủng không. Bye 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 như thế này, bye quá bye. Tới đây là mình cầm cái hạt cà phê nó nguội nhắc luôn á, không còn nóng luôn á, rất là nguội, nguội lắm. Cà này chấp nhận được, acceptable, commercial, organic là vậy là ok rồi. Organic cà nó vậy, hạt tài leo me vô vậy đó. Trong đây không thấy được à, ở đây thấy thôi. Sơ ý một cái là chết luôn á, rớt liền đúng không? Sơ ý một cái là rớt cà phê ra luôn. Hai ông này là chuyên gia rang nè, tôi vậy qua hồi chơi thôi hả. Ổng rang biết mà giờ ổng càng ngày ổng càng bự ra như vậy nè. Đơn giản. Đây nó có một sensor nữa nè. À đúng rồi, cũng không có đâu, không chảy được đâu em. Ở đây nó có thời gian bao nhiêu giây mà, đâu phải rớt được liền với anh xét rồi, không rớt được liền đâu.
À, nhìn trên cao. Sạch sẽ. Rô đặc biệt. Tên rô đặc biệt. Hai cái biểu đồ rô đặc biệt. Giờ cái bát tên. Đây, đá. Đá. Đó, đóng cái bốc lại cái ông này xách lại để đứng vô không? Đá nè mẹ, đá, đá. Khủng. Ấn nút chạy ra 80 giây. Nguội ngắt luôn á. Nguội luôn rồi. Rồi, cậu cho nó coi. Vừa đây luôn anh, vừa đây luôn. Rồi. Nhấn nút chạy ra rồi bật bật có nút nhấn ở đây mấy anh em. Đó. Đơn giản không? Một phút mấy chưa tới nữa. Rồi, thôi bye bye mấy anh em, tập trung ra cái đã.